Sĩ Nguyễn Nhất Huy mỗi khi cất lên luôn làm bất cứ ai trong chúng ta đều cảm thấy xúc động, bùi ngùi, nhớ về những người thầy, người cô đã từng dạy dỗ mình. Hình ảnh bụi phấn bay bay trên bục giảng, dư cả trên tóc thầy, không chỉ là hình ảnh đẹp mà với bất cứ người học trò nào cũng không thể quên được. Và trong những ngày tháng 11 về, nỗi bồi hồi xúc động ấy như được nhân lên gấp bội. Hình ảnh về thầy cô và mái trường như dần hiện rõ từ ký ức của những ngày xa xưa ấy. Với lòng tri ân những người lái đò thầm lặng, nhân dịp 20 tháng 11, ngày lễ tri ân thầy cô, Thư viện tỉnh Đồng Tháp trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách Ơn Thầy do Nhà xuất bản Thanh niên phát hành năm 2007. Quyển sách được thiết kế với trang bìa đơn giản nhưng lại gợi nhiều cảm xúc cho người xem. Hoa hồng đỏ thể hiện lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc của biết bao thế hệ học trò đối với các thầy cô giáo. Dòng chữ ơn thầy màu đỏ như chính dòng máu ấm từ chính trái tim của tác giả gửi gắm vào đó với biết bao tình cảm kính yêu. Gần 150 trang sách chứa đựng 80 bài thơ viết về mái trường, thầy cô, bạn bè như ngân lên khúc nhạc dịu êm. Mỗi nhan đề bài thơ là một cảm xúc khác nhau, có khi chỉ là để diễn tả một câu chuyện, một việc làm cụ thể như về thăm trường cũ, bài ca lên lớp, gặp lại thầy xưa. Đôi khi chỉ là một tiếng gọi cô ơi, thầy ơi, nhưng cũng có khi bật lên thành lời cảm xúc nhớ. Và cho dù được thể hiện dưới hình thức nào đi nữa thì tất cả đều có chung một tình cảm mà ngay từ tiêu đề quyển sách ai cũng có thể dễ dàng nhận rõ. Lật dở từng trang của quyển sách, chúng ta thấy mỗi bài thơ ngắn dài không giống nhau. Thể thơ khi là lục bát, khi thì thất ngôn, ngũ ngôn, khi là thể tự do. Nó tượng trưng cho những cung bậc cảm xúc đan xen, như là sự tri ân đối với biết bao thế hệ thầy cô giáo. Sự mến yêu quý trọng được tác giả là những thi nhân từng sống với quãng đời học sinh hình tượng quá lên những bài thơ. Và có lẽ bao nhiêu bài thơ được in trong Ơn Thầy chính là bấy nhiêu tình cảm mến yêu, kính trọng của các tác giả gửi gắm vào. Và những bạn đọc như chúng ta cũng không khỏi bồi hồi xúc động trước tình cảm dạt dào ấy. Bốn câu thơ: phấn trắng là phấn trắng thôi, dưới tay thầy quá thành lời quê hương. Bản đen là tấm gỗ vuông, bên thầy bản quá thành đường em đi. Ngắn gọn thôi, giản dị thôi, nhưng lại thấy được sự vĩ đại của người thầy trong đó. Câu thơ được lặp lại hai lần trong quyển sách là dụng ý của tác giả như nhắc nhở đến công ơn người thầy trong hành trình của mỗi chúng ta. Sự thành công hôm nay của bạn luôn mang dáng hình của những người lái đò thầm lặng năm xưa. Hãy để tâm hồn mình được một lần quay về những ký ức tuổi thơ bên mái trường kỷ niệm cùng với thầy cô, bạn bè,
và hãy đưa bàn tay chậm chậm lần dở từng trang giấy, tưởng nhớ về tình thầy trò nghĩa nặng, về những tình thương lặng lẽ tỏa hương. Đó cũng chính là cách mà chúng ta tri ân thầy cô của mình. Hãy đọc ơn thầy để có thể cảm nhận thật nhiều những tâm tình, những nỗi niềm không của riêng ai. Mỗi người khi lần dở từng trang sách sẽ tìm thấy cho mình tiếng nói chia sẻ, sẽ cảm nhận được bước chân thời gian đang đi và dường như quá khứ cùng hiện tại sẽ hiện hữu. Để chúng ta nhận ra rằng có một tình cảm lớn đang từng ngày bao bọc lấy ta, nuôi lớn ta và chắp cánh cho ta bay. Đó chính là tình thầy trò. Thưa các bạn, Thư viện tỉnh Đồng Tháp xin mời bạn hãy đến và đọc quyển sách Ơn Thầy. Đó như lời tri ân đối với những người thầy, như một món quà nhỏ gửi đến những ai đang mang trên mình sứ mệnh trồng người, và cũng chính là một món quà để quý bạn đọc có cơ hội tìm về những kỷ niệm đẹp bên mái trường năm xưa và cả những tình cảm đẹp ở hiện tại với bóng dáng cô thầy. Vẫn đi buồn vui lặng lẽ, dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, lòng xanh bây giờ đã phai, thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời, dẫu đêm hay sao trời đêm nay, dẫu đêm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy.